Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương ngày 26 tháng 3 năm 2020 và chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Sơn La đã có những chỉ đạo quyết liệt trong phòng chống dịch COVID-19. Áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, bến xe, dừng triệt để các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng nơi tập trung đông người, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn từ 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4, trừ các trường hợp kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, hạn chế việc di chuyển của người dân, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa, xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người. Đề nghị mỗi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền. Các cơ quan, đơn vị hạn chế tối đa việc tập trung trao đổi, thảo luận công việc trực tiếp, thực hiện nghiêm túc việc sát khuẩn, đeo khẩu trang, không bắt tay và giữ khoảng cách an toàn khi trao đổi công việc. Khẩn trương rà soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, sàng lọc các đối tượng, các trường hợp đã nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học, chủ động quyết định thời gian đi học trở lại phù hợp với tình hình dịch bệnh. Ngay từ khi có chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Tỉnh ủy, Ban nhân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã rất chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác. Trong đó có đặc biệt chú ý đến tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh, chú ý đến các cửa khẩu và các lối mở để đảm bảo làm sao mà phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Thông qua đó kiểm tra về mặt y tế, phối hợp cùng với lại ngành y tế, kiểm tra y tế để kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý các vấn đề có liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chúng tôi đã tổ chức ngay lập tức 7 trạm, 7 chốt công tác biên phòng. Và tiếp theo cái diễn biến tình hình thì đã tăng lên tới 16 chốt. Và đến hiện nay là 35 chốt biên phòng và tổ công tác lưu động nhằm tăng cường kiểm soát biên giới 24/24 giờ. Đến nay, tỉnh Sơn La chưa có trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tránh chủ quan, tỉnh Sơn La đã và đang tập trung phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp nhập cảnh và đi từ vùng dịch về địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, không để lọt các trường hợp không khai báo y tế, không thực hiện cách ly theo quy định. Để thực hiện tốt cái chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cái phòng chống dịch COVID-19 thì ngay tại sáng nay tại bến xe khách công ty cổ phần bến xe khách Sơn La, chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ đến tất cả các bộ phận, đến từng cán bộ công nhân viên chức của bến xe khi thực hiện giao dịch với hành khách, với lại nhân viên phục vụ trên xe và lái xe, thực hiện theo đúng các quy định của theo tinh thần của chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, giữ đúng khoảng cách, đeo khẩu trang khi làm việc, mua thuốc sát trùng, khử trùng đối với lại lái xe, nhân viên phục vụ trên xe khi thực hiện nhiệm vụ tại bến xe phải đeo khẩu trang và lập danh tính hành khách, tờ khai y tế đối với từng hành khách đi xe. Hiện nay do cái tác động của cái dịch COVID-19 thì thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải cũng như là của Sở Giao thông Vận tải Sơn La thì hiện nay tất cả các đơn vị thuộc tỉnh Sơn La
đã đều có cái phương án và được sở chấp thuận là giảm tần suất xe xuất bến ở tại đầu bến xe Sơn La. Bên cạnh đó, các địa phương cùng lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát y tế tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở, giáp biên giới và cách ly tập trung đối với người nước ngoài nhập cảnh, các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn. Đồng thời, phối hợp tổ chức thiết lập chốt kiểm soát, giám sát, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt các trường hợp di chuyển từ nơi khác vào tỉnh Sơn La tại các huyện tiếp giáp.